Cloud9 và T1. Faker anh ta cầm Silas đi với Ori, anh ta chịu thua thiệt những giai đoạn đầu, nhưng ở cấp độ 5 câu lạc bộ anh ta chủ động đẩy đường trước, bỏ lính cũng được nhưng đẩy càng nhanh càng tốt để di chuyển cùng với rừng. Và đây là một con Lee Sin cẩn trọng này nên diễn ra, tiếp tục tấn công và có xuyên tấn kích bị giữ rồi, thiêu đốt mất tốc biến được thời bỏ chạy đến từ Ballet. Tiri kích và Tiri kích chính xác, chiến công đầu dành cho Dev. Cái giày là chưa đủ để có thể giúp cho anh ta trả thương lại. Tốc biến lên và mất thanh tẩy đến từ Shader, nhưng sát thương trả ngược là rất nhiều. Nhưng tình huống trước đó thì Ballet đã nằm sớm rồi. Shader muốn trả sát thương, anh ta muốn cân hài, tiếp tục bắn full nhịp độ rồi mất tốc biến, và đó là Kanyon được can thiệp khu vực đường dưới. Một tình huống cố gắng trả sát thương ngược lại nhưng anh ta quên mất rằng Kanyon cho bất cơ dịch chuyển. Và bây giờ sẽ là một tình huống 5v5. KT đã có ngưỡng trang bị lớn rồi, sẵn sàng với toàn bộ những gì có thể. Sẵn sàng, chuẩn bị đánh nào. Và vẫn đang set up. Và Showmaker đứng rất góc, rất là khó chịu nha. Anh ta tung băng trường ra và đội hình game đang muốn vào. Levi canh, không cướp được. Và Ray của Kelly lao vào. Nhưng phía bên kia, Levi đóng lòng, mưa tên lửa được xả ra. Bên phía này, Slayer được bắn, anh ta đã có được mạng đầu tiên, đó chính là Killing. Đúng là như vậy, một góc lao vào không đẹp đến từ Kelly để pha thế đấu vừa rồi, bởi vì rõ ràng nếu như lao vào thì Gumbo combo của Gam sẽ dễ dàng thực hiện hơn. KT không một chiêu cuối, không một tốc biến. Anh ta sẽ bị tấn công và băng trường trói chân thành công e trúng nữa rồi. Lệnh xong ông được tung ra bởi Showmaker và đó rất có thể là solo kill. Anh ta mất tốc biến để đuổi theo. Và solo kill dành cho Showmaker trong tiểu này. Và Showmaker cũng lấy được bộ pháp thần tốc nữa. Còn Silas cướp bộ pháp thần tốc rất mạnh, cướp dòng về thôi. Và sẵn sàng cho một tình huống giao tranh, Showmaker đứng nhìn cái góc kia. Có chiều chưa? Đây là bánh mì kẹp thịt. Kanyon tìm kiếm một tình huống bọc sau nhưng sống anh không trúng, cắm mắt qua thấy rồi, combo vào, đó chính là Levi. Anh ta tấn công thẳng vào đếp phía bên kia. Rail con quá nhiều người, Slayer vẫn đang được bắn rồng dành cho bên phía của DK. Kia tốc biến chạy đi, Levi bị tấn công, đóng đài địa chấn vào nhưng không đủ sát thương. Levi đi rồi và Gabi Sport thất bại hoàn toàn trong pha cướp rồng này. Showmaker cũng chưa mất một pháp thần tốc cơ. Bây giờ anh ta quay lại với đầy đủ lượng tài nguyên, còn Gabi Sport còn gì đây để có thể thực hiện tình huống cả Baron này. Levi bây giờ mới ra, không cướp được Baron là một điều 100%. Và Baron dành cho phía của DK, họ tấn công thẳng vào người của Kiaya, một con Rumble mỏng manh không còn tốt biến. Có thật sự bây giờ thì Showmaker đang đẩy tiếp này. Hiện tại anh ta đã có được 3 món lớn, trong khi đó Kiaya mới chỉ có một món mà thôi. Đẹp vào tới. Và tấn công thẳng người Kiaya, ta không có tốt biến. Mưa tên lửa giải ra, Showmaker có đồng hồ trong tiếng này và anh ta tạm thời sẽ sống sót. Và sẽ là cái nhà lính Dev tốc tiến lên trên tới luôn. Có tình huống solo kill và đó là mạng dành cho Dev. Double kill dành cho Dev rồi. Ballet quay ngược trở lại nhưng không có mục tiêu nào cả. Kanyon lao vào, Levi bỏ chạy. Mất hết rồi anh Lâm à. Và mất luôn cái nhà lính ở đường dưới. Sau đó sẽ là cái nhà lính ở đường giữa. Và hai thành viên chủ lực Game Sport là Kiaya cùng với cả Slider đã phải nằm xuống rồi. Bây giờ DK họ đẩy thẳng vào đường giữa đối phương với 5 thành viên. Tấn công vào và Levi, anh ta lao vào đối phương và dựng hiến cái mạng của mình rồi. Cuối cùng thì đã ngược trở về, không có cơ hội nào cả. DK họ hủy diệt hoàn toàn Game Sport. Tỷ số hiện tại là 11 và họ sẽ kết thúc ván thi đấu này. Chỉ có duy nhất Palette là người sống sót mà thôi. Và chiến thắng sẽ có dành cho D+, Kia, tỷ số là 1-0. Và Kiaya, anh ta cầm Kasante đối đầu với cả Rumble sẽ rất là khó khăn đây nha. Anh ta phải giữ được lượng máu, nếu không đối phương sẽ hỏi thăm đường trên rất là nhiều trong ván thi đấu này. Và bây giờ thì Game Sport họ đã chốt đội hình rồi. Đội hình nơi Ari không sốc sát thương từ động cơ vũ trụ kết hợp với cả kiếm tai ương có thể sẽ là mục tiêu. Giao tranh là thua người nha. DK di chuyển cặp đường dưới lên rồi, đang tìm kiếm thông tin, tấn công thẳng vào Kana. Rumble không có tốc biến, mưa tên lửa được xả ra và sát thương cực kỳ nhiều. KT gặp nguy hiểm, đây là quá nhiệt. Chiến công đầu dành cho Levi. Kia đẩy Kanyon vào bên kia hàng nhưng cuối cùng Levi đang bị Showmaker đánh thường liên tục và hôn gió có người che. Ngược lại Kia bị vây bởi 3 thành viên DK và Kia cũng trả lại một mạng. Và sứ giả rơi vào tay của DK và về được không? Và bên phía DK từ nãy giờ đánh rất chuẩn chỉ. Họ đẩy đường sau đó họ di chuyển. Bây giờ Showmaker có dịch chuyển. Kiaya là người đang đứng ở khu vực đường trên. Và Gam tiến vào với 4 người. Rumble trong tay Kana đã hồi chiêu cuối, hồi tốc biến. Đứng một góc cực kỳ khó chịu. Thả sứ giả ra, dịch chuyển nó từ cả hai người. Mưa tên lửa xả ra, nhưng Levi tìm kiếm thẳng một người của Kana. Ngược lại thì Ballet đã nằm rồi. Rail trong tay của Kaelin gom được hai người đó, Kiaya và cả KT. Kia giờ anh ta đang làm gì đây? Anh ta tung khô máu nhưng cuối cùng anh ta khô queo. Bên phía bên kia thì Kana đang sấy. Ngược lại thì sao? Shader cùng với Levi phải chạy và cuối cùng phải mất đi thanh tẩy để né hôn gió. Rồi Slayer anh ta sẽ lùi về được ở trong tình huống này. Để né được tình huống đó bằng cái khiên phép. Levi đi vào bụi, không có tầm nhìn, cắm sóng âm, quay ngược trở lại trả sát thương. Nỗ lực vứt đẩy ngược trở về và có Showmaker đứng ở đây để đón. Levi dính sóng âm tiếp tục mất tốc biến được thể chạy. Và Showmaker đã hết phi hồ rồi, sát thương là đủ. Được rồi.
quá khó dành cho Gamesport rồi. Tiếp tục kéo và đó là khiên phép. Thủy Liêu Tầm Nhìn tốc biến lên đánh thường. Tiên kích không chính xác, chiêu cú đến từ Rail. Liệu rằng Slayer có dùng bản năng sát thủ để tiếp cận hay không? Anh ta đang bị tấn công. Anh ta mới là người dùng tốc biến để có thể chạy. Và bây giờ thì Balef là nạn nhân bị bỏ lại. Ken nhìn tới, mọi thứ kết thúc rồi. Và từ nãy tới giờ DK họ không mắc những cái sai lầm để cho Gam có thể khai thác được, dịch chuyển ngược trở lại. Và đây sẽ là một pha Onin 5v5. Và con sứ giả đang được giữ máu. Ken nhìn đang là người kiểm soát sau mấy cơ lửa góc. Kaelin đứng đây cực kỳ áp lực. Kia đứng đầu và móc vào người, đó chính là Kaelin lao vào hất được hai người đến từ kia. Và KT lao vào, đó là sẩy và Kana là đập đẹp đập rồi. Ken nhanh cũng nằm và Gam đã chiếm lợi thế trong pha giao tranh này. Tuy nhiên đó là Showmaker vẫn còn sống, anh ta có triple kill và rất có thể sẽ là quadra kill khi Balef thân cô thế cô. Quadra kill dành cho Showmaker. Quadra kill dành cho Showmaker. Và cái khó chịu của DK đó là họ kiểm soát cái phần rừng ở dưới, nó tương đối triệt để, không gió để bào máu. Nhìn một con Cassante như thế này mà đã mất một cái lượng máu đáng kể như vậy, và mất lượng máu trước thêm giao tranh sẽ rất khó để có thể đánh. Vừa rồi thì mất đi cái kiên rồi. Bên phía Kaelin lao vào, anh ta gom được hai người, chiêu cuối được bật lên, lao vào đó chính là Showmaker. Tuy nhiên phía kia Kaelin đã nằm xuống, nhưng Kenyon cũng đã được Balef rồi. Levi cũng đi theo, Showmaker hồi video liên tục tấn công thẳng vào người kia. Và họ quyết định là sẽ không ngừng lại. Lửa hồ ly được bật lên, xong không trúng, E cũng không trúng, nhưng cái quy cuối cùng của Dep thì đã có được mạng hạ gục double kill. Và Baron dành cho Diplaskia. Mà Kia mất đi 1/4 máu rồi. Cái lượng máu này hoàn toàn đi cây lấy xong trụ là sẽ đánh người cho đến phía sau, nhưng xa quá, mưa tên lửa ngăn cản, Kia Gia nằm rồi. Cuối cùng thì Balef cũng đi luôn, dịch chuyển không kịp và đang chặn lấy những có dịch chuyển tới để khiến cho KT không thể nào. Để xem là hiện tại Kai'Sa tay quá ngắn, không thể nào chạm được vào những con xe này. Cắm xong làm trúng rồi, vẫn chờ cho một tình huống tấn công không gió không thành công. Scan nhìn lao vào đá thẳng vào KT, và KT bị Kana sấy cho tới ngụm luôn. Balef cũng đi luôn rồi. Kia Gia sẽ là nạn nhân tiếp theo và mạng hạ gục dành cho Kenyon. Double kill dành cho Dev. Ui. Và cuối cùng là triple kill dành cho Dev. Đứng trong bầy đá cổ còn không sống nổi thì làm sao mà sống đây. Đi cây họ sẽ kết thúc ván thi đấu này. Vua hành gà họ sẽ kết thúc ván thi đấu này với tỷ số là 2-0. 26 phút. Quá khủng khiếp. Cả hai ván thi đấu thì DK họ đánh vô cùng triệt để và không cho Gam bất cứ một cơ hội nào để có thể quay trở lại cặp thi đấu ngày hôm nay.